jangan. Thịt dừa ăn thử miếng coi. Ngon quá. Em trai út của mình á. Và con bị trắng là vợ của nó, bà xã của em trai mình. Đây là thằng cháu của mình. Có đèn nó trắng hơn. Đây là Hiếu, em rể của mình nè. Chồng của Thảo. Đây, đây. Bánh kỳ. Đây cũng là Thảo, em chồng của em gái mình. Thảo nhỏ đó, Thảo này Thảo nhỏ chứ mà. Kỹ thuật vi sinh hả? Kỹ thuật gì? Biomedical. Biomedical. Cũng giống là vi sinh. Giống như là kỹ thuật mô hay là kỹ thuật tái tạo cơ quan nhân tạo hay là gì? Nói chung là nó về những kỹ thuật sinh học, y học mới. Ví dụ như là tế bào gốc hay là những cái thiết bị mà MRI. Cái ngành đó học xong chắc ra chắc là bác sĩ á. Có.
học bác sĩ thì chị chỉ học những cái kỹ thuật cụ thể thôi, còn mình học về ngành như là vi sinh, về nghiên cứu thôi. Ê, đây là cậu. Cậu khoái cái này quá, được hơn cái máy này 4-5 ngàn. Hoàn thiện những kỹ thuật đã sẵn có hoặc là nghiên cứu về những cái hướng chữa bệnh. Đó là thiên thì mở Việt Nam học ở trường gì, ở trường trung học thì ở Việt Nam cái ngành này nó cũng khá là mới, thường là những đại học quốc tế thì nó cũng có, đại học quốc gia cũng có, mà đại học quốc gia sẽ cũng có, mà không có đâu, em cũng không có rõ lắm. Lúc em đi thì cũng khỏe, lúc em đi là 2008 thì cũng đã có một số công ty công nghệ sinh học, thường nó liên quan, nó liên quan đi đâu kia nữa. Học trường trung học trường gì? Nếu mày kêu ra nuôi nó 3 ngày thì trả nó 3 ngày. Học Trần Đại Nghĩa. Học Trần Đại Nghĩa. 5 ngày ta đi lấy lợi. Hello Trần Đại Nghĩa. Ta đi lấy lợi cho 3 ngày. Có ai của ai cùng Trần Đại Nghĩa không? Hello mọi người. Ngày. Dạ. Cũng tốt nghiệp. Em tốt nghiệp Trần Đại Nghĩa hồi 2008. Cũng phải 10 năm trước rồi, chắc giờ cũng nhận thật anh. Ok, cảm ơn.